Để tiếp tục giữ vị trí đứng đầu về thị phần tại các địa bàn kinh doanh, cuối tuần qua, Đại hội cổ đông công ty Ánh Dương Việt Nam Vinasun đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm 10,5 triệu cổ phiếu thưởng. Chịu sự tác động của 12 lần thay đổi giá xăng, lãi suất ở mức cao và nhiều loại chi phí đồng loạt tăng giá, nhưng kết quả kinh doanh của Vinasun khá khả quan. Theo đó, tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm 2012 đạt trên 2,7 ngàn tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm 2011 và tăng 4,8% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 151,5 tỷ đồng. Xác định năm 2013 cũng là năm có nhiều thách thức, tập đoàn này đã đưa ra kế hoạch kinh doanh khá thận trọng. Tổng doanh thu năm 2013 ở mức trên 2,8 ngàn tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2012. Trong đó, lợi nhuận sau thuế đạt 179,5 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm ngoái. Nhiều cổ đông cho rằng kế hoạch doanh thu còn khiêm tốn so với kế hoạch lợi nhuận. Trong năm 2013, Vinasun vẫn đặt mục tiêu giữ vững vị trí đứng đầu thị phần tại các địa bàn kinh doanh và cố gắng nâng chất lượng dịch vụ để có thể phục vụ trên 100 triệu lượt khách hàng. Tuy nhiên, tập đoàn này cũng đã có kế hoạch nâng tỷ lệ chi cổ tức trong năm 2013 lên 20% thay vì 15% như kế hoạch. Để thực hiện các mục tiêu này, các cổ đông của Vinasun đã thống nhất thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 405 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ phát hành thêm 10,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 135 từ nguồn thặng dư cổ phần. Dự kiến kế hoạch sẽ được thực hiện trong quý 2 năm 2013 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.